Rồi bây giờ là cái công đoạn mà đưa mấy bé vào hồ để ngâm xử lý nước. Lô này là cái lô thu gia công nha anh em, thu lại của khách hàng, người ta mua từ nhỏ và người ta gia công đó, nên là cái hàng mà cực chất, cực kỳ chất lượng luôn. Hello anh em, lại là em Hải Dòng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một lô bối nhí. Bối nhí, lô này là lô tuyển chọn luôn. Và lô này là lô thu mua lại của những anh em gia công. Đó, bầy này là bầy thu lại của bầy gia công. Gia công có nghĩa là cái bầy bối sai nhí lúc mà nhập khẩu về nó nhí nhí bằng sai cỡ mười mấy, 20 ấy. Anh em hình dung ạ. Thì khi bầy đó thì các anh ấy mua một cái số lượng nhiều để về cho vào cái hồ, cho vào hồ bom ấy, bắt đầu là bom sai lên, cũng nghĩa là thúc sai, thúc body lên, cho ăn nhiều để thúc body lên. Và khi gia công xong ấy thì là căn khoảng một vài tháng sau thì đó, thì bắt đầu là các cửa hàng đến thu lại đó, thu lại. Và những cái bầy đó thì anh em cứ yên tâm một điều là xuất sắc. Bầy cá mà gia công là xuất sắc đấy. Xuất sắc ở đây là góc độ là toàn những con đẹp thôi. Cái body nó béo và nó sumo, tại vì được thúc ăn nhiều mà, béo sumo. Và viền vẩy ánh kim rất là, gọi là rất là sáng luôn. Nếu nói về bối cực kỳ sáng luôn, mà rất là đẹp. Thì cái bầy bối này là em thu lại của những anh em gia công. Thì tuyển chọn từng bé một. Khét đấy anh em ạ, đẹp đấy. Body sumo ngắn đòn, phun chai, cũng có một vài con là dự bị rớt chai, nhưng mà đều là bối xịn. Ok chưa? Thì cái bầy là lô này là cái lô mà đợt trước là lô bối đầu vàng. Thì bây giờ khách hàng là người ta bom được lên, người ta gia công được lên đầu vàng, thì nếu mà hoàn toàn đầu vàng thì cũng không đúng. Em thì cái gì nói đúng thì thôi. Nó gần phun lưng, có những con đầu nổ 50% vàng và 50% lưng đó thì nó đúng hơn, nhưng mà vẫn được gọi là đầu vàng được rồi, cũng gọi là đầu vàng được. Và có những con không gọi được đầu vàng thì thôi mình cứ gọi 24K 4 số xịn đi, hàng xịn đi, ok chưa? Về anh em bom tiếp, về anh em bom tiếp, anh em bom tiếp xem khoảng một thời gian nữa đúng kỹ thuật là nó lại lên tỷ lệ nó lột cao hơn, lột nhiều hơn cả cái đầu lẫn lưng đó. Cái này là lô này thực sự em tuyển chọn từng bé một, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Và giá thì rất là hợp lý nha, giá em ra rất là hợp lý luôn. Tại vì những lô bối đẹp ấy dễ gì có đâu anh em, không dễ gì có đâu. Còn mấy cái lô bình thường thì đơn giản, có tiền là có, nhưng mà quan trọng là nó chất lượng nó ra sao thôi, nó như thế nào thôi, đúng không ạ? Không linh tinh lươn thươn nữa, bây giờ em sẽ show lên cái clip mà khui thùng và thu được cái bầy gia công như thế nào cho anh em chiêm ngưỡng, cho anh em xem. Anh em nào fan hâm mộ của bối nha, anh em nào fan hâm mộ của bối thì alo liên hệ cho em, giá hợp lý lắm anh em. Nói chung nếu đói về chất lượng mà đầu vàng như thế là ok, hợp lý rồi, nó không phun đặc đó, nó không phun đặc, nhưng về anh em luyện thêm một thời gian nữa đó. Mà cái quan trọng nhất là body nó sumo đẹp khét lẹt luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên clip khui thùng vì cá vừa bắt đầu cập bến luôn, vừa gặp bến luôn, nên là thu cái bầy gia công này nó không được nhiều, tranh nhau mà, mấy anh em tranh nhau mà, nên là em thu được khoảng 12 bé, hơn chục bé mà bé tuyển chọn hết, nên là anh em nào cần cứ alo cho em tách trần, tách từng bé ra một cho anh em chiêm ngưỡng. Ok chưa? Let's go. Rồi ok anh em, cuối cùng thì cái lô bối đầu vàng đã về này. Đầu vàng phun lưng này. Đó, cái lô này là lô không phải lô nhập khẩu nha anh em, lô này là lô gia công này. Đó, có nghĩa là để cho khách mua từ lúc nhỏ xong rồi chăm lên. Đó, xong mình thu lại. Đó là cái mô hình gọi là nuôi gia công anh em. Quá trời quá đất luôn này. Đã lắm, cái này mà cho ra hồ đã lắm.
Đó, hiện tại là thu về được một lô gia công. Đó. Rồi, ok thì xíu nữa thì em sẽ đưa lên hồ, bây giờ đưa lên hồ xong rồi quay clip chi tiết để cho anh em chiêm ngưỡng ha. Rồi bây giờ là cái công đoạn mà đưa mấy bé vào hồ để ngâm xử lý nước. Lô này là cái lô thu gia công nha anh em, thu lại của khách hàng, người ta mua từ nhỏ và người ta gia công. Đó, nên là cái hàng mà cực chất, cực kỳ chất lượng luôn. Này nước dơ quá, đổ bớt đi. Quá trời body đẹp luôn. À, anh em xem lên hồ này. Đó, lô này body cực đẹp luôn. Riêng em Hải săn tìm đó, nhập về thì anh em cứ yên tâm. Riêng về gì chứ riêng về bối thì khỏi nói rồi. Xíu nữa em thả này cho anh em chiêm ngưỡng. Body này, đầu vàng, phun lưng, gần phun lưng này. Rồi để xíu nữa em quay cho anh em xem nha. Rồi đây lên hồ đây. Đó, nó vẫn chưa tỉnh mê đâu anh em. Quá trời quá đất body kìa. Toàn béo sumo không. Cái hàng mà gia công người chơi người ta gì nhỉ, người ta chăm sóc ấy thì là người nào kỹ là người ta chăm body toàn sumo không. Quá trời. Ấy, con đầu tiên là đẹp chưa này? Ôi béo múp luôn anh em. Trời ơi body đã chưa? Ấy lưng này.
nó gọi là nhức nách luôn anh em. Nó không được nét màn hình cho lắm nhỉ. Đây, đứng này là nhìn rõ nhất này. Quá trời bộ lưng với đầu kìa. Cái này mà anh em về bom thêm xíu nữa nha. Bom thêm xíu nữa là tỷ lệ nha. Em Hải nói là ở đây góc độ tỷ lệ nha. Lên full. Mà full cứng, full đẹp luôn ấy. Đây là em nói tỷ lệ thôi nha. Đó, còn kỹ thuật với lại cái công chăm sóc nó sẽ khác nhau. Còn bọn này vẫn còn có thể lên được chứ không phải không lên được. Quá trời body này, con này, đĩa này đẹp này. Cái con đầu muỗng vừa rồi đâu rồi? Kìa, trong kia. Quá trời body múp chưa? Nếu mà để nói mà thị trường mà hiện tại bây giờ từ đầu năm đến bây giờ ấy thì anh em cứ để ý xem lấy đâu ra bối size tầm này. Đó, size này size 25 26 nha anh em. Có những con lên 28 30 kìa. Đó, có những con lên 28 30 luôn. Đó mà body béo múp như này, lưng đầu như này. Anh em thấy đã chưa? Đó, từ đầu năm đến bây giờ làm gì đã có những cái lô nào mà size tầm này để về hàng đâu. Ít lắm. Đó, cái bầy này là bầy của người chơi và người ta nuôi gia công thì em kết nối được và em thu lại. Quá trời đẹp luôn anh em. Người chơi chăm bao giờ nó vẫn khác nhỉ. Ok chưa? Quả đầu, quả lưng này. Đó, xíu nữa em sẽ tách ra từng hồ một. Anh em nào kết lô này thì cứ alo cho em nha. Cứ alo cho em sẽ tách từng hồ một, từng mã số một để cho anh em chiêm ngưỡng xem. Có những con đầu lưng kìa. Có những con body đầu muỗng nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mà nó là thuộc dạng sumo nha. Ấy có con gân guốc chứ kìa. Quá trời quá đất luôn. Riêng em Hải săn hàng thì anh em cứ yên tâm là săn hàng body không. Đó, toàn săn hàng body không. Nói chung là tiền nào của đó. Quá trời. Ok, clip này thì hiện tại nó tới đây thôi, vô đây thôi. Anh em nào mà kết lô này thì cứ alo cho em ha. Size kích thước của nó từ 25 cho đến 30, từ 25 cho đến 30 nha. Có những con size kích thước khác nhau. Đó, và cái này là lô đầu vàng gần full lưng. Đó, đầu vàng thì nó chỉ được khoảng 50% thôi. Nói chung là vấn đề còn lại là anh em về bom cỡ nào, kiểu nào, cách nào đó là kỹ thuật của từng anh em một. Nhưng mà riêng nói về body nha, lô này em nói thẳng luôn, đẹp, rất đẹp. Chai đuôi rõ ràng luôn này. Đó, chai đuôi kín rõ ràng luôn này. Ok chưa? Chai đuôi kín rõ ràng luôn nha. Đó, anh em nào ưng lô này hoặc kết lô này mà muốn tuyển chọn từng bé, từng số hồ, mã số hồ khác nhau thì cứ inbox Zalo của bên em ở bên dưới nha. Đó, Zalo số điện thoại ở dưới thì là em sẽ tách từng hồ ra để cho anh em lựa nha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo. Bye bye anh em.